Hello, món ngon. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì Nhung sẽ chia sẻ đến các bạn một cái món ăn mà để mình thay đổi khẩu vị vào những ngày cuối tuần nhé. Và đó chính là món đuôi heo chiên giòn lát xả tắc nha. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng mình vào bếp để thực hiện cái món ăn này nhé. Rồi để làm cái món này thì mình không thể nào thiếu đuôi heo được nha. Đây mình có chuẩn bị là 4 cái đuôi heo nửa ký nha. Đuôi heo hôm nay mình đi chợ sớm mua được cái đuôi rất là tươi luôn. Mua ở chỗ quen đó mấy bạn. Đây cái da heo thì nó sẽ hơi trắng hồng nhẹ như vậy nè. Rồi khi mua về thì mình sẽ rửa sạch với lại muối, gừng và rượu nha, để khử cái mùi tanh của thịt heo đó với lại cái phần da nè. Các bạn cũng phải dùng dao mình cạo cho nó thiệt là sạch nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi sơ chế cái phần nguyên liệu để mình luộc sơ cái phần đuôi heo ha. Gừng thì mình dùng củ nhỏ thôi, tầm khoảng 5g, và mình sẽ sắc lá. Tiếp theo đó là củ nghệ nha, cũng là dùng 5g luôn. Các bạn không có củ nghệ tươi thì mình có thể là dùng bột nghệ cũng được nha, để giúp cho cái phần da heo nó lên cái màu đẹp ha. Rồi tiếp theo là củ hành tím, mình sẽ sử dụng là 3 củ và cũng sắc lát ra luôn. Rồi mình sẽ cho hết vô trong một cái chảo ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vô đây là khoảng nửa muỗng canh muối nha. Rồi chế vào đây là nửa lít nước. Rồi mình sẽ đun sôi lên. Rồi mình nấu cho cái nước nó sôi lên tầm khoảng 4 đến 5 phút nha các bạn, để cho cái phần củ nghệ nó ra cái màu vàng ha. Còn nếu mà mình sử dụng cái bột nghệ á thì mình chỉ cần cho nước nó sôi lên là được rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái đuôi heo vô nè. Đuôi heo này thì mình sẽ luộc trong vòng 5 phút. Đó, khi luộc thì mình sẽ trở qua trở lại gì nè, để cho cái da nó kiểu như nó sẽ vàng đều và nó săn đều nữa. Phải công nhận là khi mình luộc mình cho gừng nè, hành tím nè với lại nghệ vào á, trời ơi công nhận là luộc lên á nghe cái mùi rất là thơm luôn nha. Cái cách này á khử tanh cái đuôi heo rất là tốt luôn á các bạn. Với lại khi mà mình luộc như thế này nè, cái da nó săn lại á, và khi mình chiên lên á thì nó sẽ nổ rất là nhiều ha, và giúp cho cái da của mình nó sẽ giòn hơn. Mình cứ luộc với cái lửa trung bình thôi. Cái lửa trung bình là được rồi, không quá nhỏ mà cũng không quá lớn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gấp cái đuôi heo ra. À nhưng quên nữa, khi mà các bạn chọn mua cái đuôi heo á thì mình mua những cái đuôi nào mà nó có cái da nhiều xíu nha, nó dài xíu, thì khi mình chiên lên nó sẽ giòn nha, chứ đừng có chọn mà cái thịt nhiều ha. Rồi cái đuôi heo mình đã để ra ngoài cái dĩa ha. Bây giờ mình sẽ chế giấm lên. Các bạn cứ chế lên như thế này nè, cho nó ướt, nó ngập luôn nha. Giấm nó sẽ giúp cho cái da giòn nha các bạn. Rồi mình sẽ ngâm tầm khoảng 10 phút ha. Cái này là Nhung ngâm hơi tiết kiệm giấm luôn á, cho nên là thỉnh thoảng mình sẽ trở nha, để cho nó ngập bề trên rồi hơi 5 phút sau cái mình trở cho nó ngập bề dưới. Còn nếu mà các bạn có giấm nhiều á thì mình có thể chế sao cho nó ngập lên trên cái đuôi luôn ha, thì mình khỏi phải trở. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đổ cái nước giấm này nha, mình đã ngâm đủ thời gian rồi đó. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho muối lên ha, sau khi mà đã đổ hết nước giấm rồi. Mình xoa muối lên trên cái đuôi heo như thế này nè. Đó, muối với giấm á nó sẽ giúp cho cái da heo á nó khi mà mình chiên á thì nó sẽ giòn lên nha. Mình sẽ chà sát như thế này. Mình chỉ cần chà sát phủ lên một lớp mỏng như thế này là được ha. Rồi xoa từng cái nha. Mấy bạn đừng có sợ mà mình xoa muối như vậy nó bị mặn nha. Không có mặn đâu. Rồi mình đã xoa đều rồi, bây giờ mình sẽ đem để vô trong cái nồi chiên không dầu. Còn nếu mà các bạn ở nhà mình không có cái nồi chiên thì mình có thể đem ra ngoài nắng mình phơi tầm khoảng 1 đến 2 tiếng nha, cho nó thiệt là khô.
Mình sắp từng cái đuôi vô trong cái nồi chiên ha. Mình sẽ chọn nhiệt độ là 80 độ và thời gian là 30 phút nha. Mình sẽ sấy vậy đó cho nó khô ha. Rồi đây là cái đuôi heo mà mình đã sấy khô rồi nha. Bây giờ thì mình bắt lên bếp một cái chảo rồi mình cho dầu ăn vô chuẩn bị mình đi chiên cái đuôi heo ha. Và dầu này thì mình sẽ nấu cho nó nóng lên rồi mình mới thả cái đuôi vô. Chiên cái đuôi này phải hơi ngập dầu một xíu thì nó sẽ mau giòn hơn nha. Đây là cái đuôi heo mà mình đã sấy khô nè, mấy bạn thấy nè, cái lớp da nó đã khô. Nó phải thiệt là khô như vậy thì khi mình chiên nó mới phồng lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ thả vào trong chảo dầu ha. Wow, lúc này nó vàng quá trời rồi nè. Nổ nè, các bạn thấy không? Ui da. Mình chiên cái này mình để lửa lớn ha. Để lửa lớn lớn xíu cho cái lớp da nó giòn. Chứ mình mà để lửa nhỏ đó thì cái da mình nó sẽ bị chai á, nó bị cứng lại nha các bạn. Và nó không có nổ nó nhiều nha. Wow, nhìn hấp dẫn ghê các bạn. Hấp dẫn thiệt. Rồi nha, cứ cái nào vàng á thì mình sẽ gấp lên nha. Wow. Úi da. Cái đuôi heo mình mới vừa chiên xong á, thì nó rất là nóng, mình để cho nó nguội nguội xíu đi. Và trong thời gian đó thì mình sẽ đi nấu cái sốt nha các bạn. Đây là tương xí muội nha, mình sẽ cho trong chảo là một muỗng canh ha. Tiếp đến là một muỗng canh tương cà, tương ớt một muỗng canh, đường thì mình sẽ cho vô là 3 muỗng canh, một muỗng canh nước mắm và 2 muỗng canh nước. Mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên. Nấu cho nó sôi để nó tan đường á. Rồi mình khuấy khuấy lên như thế này. Khuấy cho nó tan đường ra xong á thì các bạn có thể nêm nếm lại cái khẩu vị cho vừa khẩu vị với gia đình mình ha. Kiểu như nó hơi ngọt ngọt nè, mặn mặn chua chua. Và thích ăn cay nhiều thì mình có thể cho thêm ớt nè, hoặc là tương ớt ha. Mình có thể gia giảm gia vị. Đó, cái sốt của mình nó cái màu đỏ đỏ như nè. Đẹp dễ sợ luôn. Rồi, đường cũng tan ra rồi, giờ mình tắt bếp ha. Nêm nếm lại cho vừa ăn là được rồi. Và cái sốt này phải để cho thiệt là nguội thì mình mới trộn nha. Mình cho vào đây một ít tiêu xay ha. Cho nó thơm thơm với có vị cay của tiêu của nó sẽ ngon. Đó, mấy bạn thấy không? Cái lớp da cực kỳ giòn luôn. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Mình chặt nó chứ. Chặt cái đuôi heo này là mình phải chặt thật là mạnh và dứt khoát thì nó mới dễ đứt ra. Phát này hơi nhẹ. Bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế tỏi với hành tím nè. Tỏi thì mình sẽ sắc lát nha, mình dùng 2 tép. Hành tím mình cũng dùng 2 củ rồi sắc lát luôn. Rồi tiếp theo đến sả, sả thì đây mình dùng là 4 cây. Rồi cắt lát luôn ha.
cái đầu nó không được đẹp lắm cho nên mình cắt xong mình bỏ đi. Cắt lát mỏng nha. Tắc thì ở đây mình có 6 trái nè. Bây giờ thì mình sẽ cắt lát ra. Cắt lát mỏng như vậy nha. Cái nước sốt đó thì các bạn nêm nếm sao cho nó đừng có vị chua nhiều nha. Tại có tương cà đó, nó sẽ có vị hơi chua. Nên mình nêm nếm sao mà nó có thiên về vị ngọt một xíu. Để khi mình trộn nó có tắc vào nó chua chua là nó sẽ đồng vị nha. Cắt tắc này á thì mấy bạn nên dùng cái dao thiệt bén nha. Để mình cắt á, nó không có bị xì quá nhiều nước. Tiếp đến là ngò gai. Ngò gai thì mình dùng khoảng chừng chục lá nha. Rồi mình sẽ xắt nhỏ nhỏ ra. Cho cái đuôi heo đã chặt vô trong một cái dĩa nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần nguyên liệu mà mình vừa xắt nè. Nó cho hết vào luôn nha. Bắt đầu trộn lên. Mình trộn hơi hơi lên thôi ha. Rồi sau đó mình sẽ chế cái nước sốt vô nè. Đây cái nước sốt nãy mình vừa pha đó. Trời ơi sao mà nó hấp dẫn quá, nó rất là thơm luôn. Mình trộn lên một lần nữa cho nó thấm đều gia vị vào trong thịt heo nha. Mình trộn xong rồi, bây giờ thì trình bày ra ngoài cái dĩa thôi. Đây, hồi nãy còn cái đuôi mình chừa lại nè, thì mình trang trí lên nha. Thôi mình găm nó vô giữa đi. Đây, mình sẽ trang trí thêm ít ớt nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Còn lắm mấy bạn ơi, cái mùi rất là thơm nè. Vị chua chua ngọt ngọt nè. Thêm cái da heo nó giòn giòn nữa. Hết sảy luôn. Mấy bạn ơi, mấy bạn nên làm thử cái món này vào những ngày cuối tuần đi nha. Rồi rủ bạn bè mình tới chơi nữa nè. Trời ơi, hết sảy hết sảy. Và video của Nhung đến đây cũng hết rồi. Thành phần nguyên liệu thì Nhung sẽ để trên màn hình để các bạn dễ tham khảo hơn nha. Các bạn hãy comment ý kiến, like, share để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.